Xin chào anh em nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cái phương pháp soi cầu ở trong cái con 68 cái bài nha anh em nha. Anh em chờ chút nào. Tại đây mình sẽ đánh xỉu đi. Đang đi cầu đảo anh em ạ. Cầu này đang đi cầu đảo nha. Thì anh em sẽ lấy cái số đuôi của cái phiên này. Đây ví dụ nha, mình lấy ví dụ luôn này. Ví dụ cái phiên này là số đuôi của nó là 3309 đúng không ạ? Thì mình sẽ lấy số đuôi của nó là số 9 này, cộng với cái kết quả của ván này. Đây, cái kết quả ván này chuẩn bị ra này, lấy số 9 cộng với kết quả của ván này chuẩn bị ra này là 9 này, đúng không ạ? 9 cộng với 9 là sẽ bằng là 18. Đúng chưa? 9 cộng 9 thì bằng 18. 18 thì tổng hai số này nó lớn hơn hoặc bằng 18 thì mình sẽ trừ đi 18 nha. Thì 18 trừ 18 bằng 0. 0 là số chẵn thì ta sẽ đánh xỉu. Đúng không? Như mà mình nói với anh em rồi, cầu này đang là cầu đảo cho nên là mình sẽ phải đánh ngược lại nha. Cầu này đang cầu đảo mình đánh ngược lại nha. Đấy. Thì nếu như là cầu thuận thì số chẵn thì ta sẽ đánh xỉu, còn số lẻ ta sẽ đánh tài nha anh em nha. Đấy thì mình sẽ đánh 5 tay thôi. 5 tay thì mình sẽ kết hợp là mình đánh gấp thép nha. Còn nếu mà đánh từ trên 5 tay thì anh em đánh đều tay cho mình. Đây ví dụ ván này xem nào. Xem ván này đã. Thì cái xác suất sai số thì nó vẫn có nha anh em nha. Ví dụ anh em đánh vào khoảng 5 tay thì chắc chắn là anh em sẽ vẫn sai 1 tay gì đấy. Đúng không? Chắc chắn là anh em sẽ vẫn gãy một tay gì đấy. Ok, ván này phải xỉu đấy. Đấy, gãy một tay là cái điều chắc chắn là lại 9 này. 9 cộng với 0 nha. 9 cộng 0 bằng 9 này. 9 thì trừ đi 5, 5 bằng 4. 4 là số chẵn, chẵn thì ta sẽ đánh xỉu nhưng đang là cầu đảo nha. Thì mình sẽ đánh tài. Đấy, sẽ đánh gấp thêm nha. Và anh em chú ý cho mình như này. Đi ván trước ấy là mình đang đánh bây giờ nha, anh em hiểu là bây giờ mình đang đánh cầu đảo đúng không? Thì ván vừa rồi nó về cầu thuận. Giả sử như ván này nó vẫn tiếp tục về cầu thuận, tức là nó xuất hiện hai ván cầu thuận liên tiếp, thì từ cái ván tiếp theo trở đi anh em phải đánh cầu thuận cho mình. Đấy, tức là hai ván liên tiếp mà nó đi cầu thuận thì cái ván thứ ba, ván thứ tư, năm, sáu trở đi ấy thì anh em đánh cầu thuận cho mình. Đấy, và tương tự như thế, nếu mà anh em đang đánh cầu thuận mà xuất hiện hai ván cầu đảo thì anh em sẽ đánh cầu đảo cho mình nha. Cứ khi nào xuất hiện hai ván liên tiếp thì mình mới bắt đầu là đánh chọn cầu thuận hay đảo thì mình đánh. Đấy, chọn cầu thuận hay đảo thì mình đánh anh em nha. Rồi, ok, vẫn đang là cầu đảo nha. Nếu giả sử ván này về xỉu thì nó vẫn là cầu thuận nha. Còn đây vẫn là cầu đảo 14 này. Đây, 14 cộng với số đuôi của cái phiên này này. 14 cộng với 1 là bằng 15 này. 15 thì mình sẽ trừ đi 12. Đúng không ạ? Bởi vì 15 nó lớn hơn 12 mà nó nhỏ hơn 18 à. Thì mình sẽ trừ đi 12 thì bằng 3. 3 là số lẻ thì ta sẽ đánh tài, nhưng đây là cầu đảo thì nên ta sẽ đánh ngược lại là ta sẽ đánh xỉu nha. Đấy, mình sẽ kết hợp là vì đánh gấp thép nha anh em nhá. Mình kết hợp là vì đánh gấp thép nha. Đánh mình sẽ đánh trong vòng 5 tay thôi. Và nếu mà đánh 5 tay thì mình sẽ chọn là mình sẽ đánh gấp thép các bạn. Đấy, mình đánh 5 tay thì mình sẽ chọn là mình đánh gấp thép. Còn nếu mà mình chọn đánh từ trên 5 tay trở lên thì mình sẽ đánh là đều tay. Đấy, mình sẽ không đánh gấp thép nữa. Đúng không? Đấy. Rồi, ok, chính xác. Tiếp nào, 8 này. 8 này, 5, 2, 1 là 8 này. 8 cộng với con số đuôi là 2 này. Thì 8 cộng 2 thì bằng 10. 10 thì nó nhỏ hơn 12 rồi. Mà nó lớn hơn 5 thì mình sẽ trừ đi 5. 10 trừ 5 thì sẽ bằng 5. Đúng không ạ? 5 thì là số lẻ. Thì ta phải đánh tài, nhưng đang là cầu đảo thì mình vẫn đánh xỉu bình thường thôi. Đúng không ạ? Anh em hiểu không? Đấy, cái phương pháp nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Còn nếu giả sử anh em đánh lâu hơn, anh em đánh 10 tay ấy, thì anh em có thể là đánh đều tay. Đúng không ạ? Đánh đều tay 10 tay thì anh em thắng khoảng 7 tay là thơm rồi. Đấy, 7 tay là thơm rồi. Thì mỗi ngày anh em đánh ấy, thì anh em nên kết thúc nhá, nên kết thúc cái ván đánh của anh em trong một khoảng thời gian nó nhanh. Đấy, chúng ta sẽ đánh nhanh và kết thúc cái khoảng thời gian đấy nó nhanh thôi. Chúng ta đừng đánh lâu quá. Anh em hiểu không? Đấy,
cứ cầu mình chẳng cần quan tâm là cầu nó về dạng nào, về đang về tài về xỉu đâu, mình cứ quan tâm là cái kết quả này và cái điểm phiên ở trên này thôi. Rồi là đúng 10 luôn này, 10 đúng không ạ, cộng với 10 bạn cộng với 3 thì sẽ bằng là 13. 13 thì chúng ta sẽ trừ đi 12 ở đây thì nó sẽ bằng 1. 1 là số lẻ, ta sẽ đánh tài nhưng đang đánh cầu đảo, người ta này ta vẫn đánh xỉu nha. Đấy, ok chưa? Để đánh nốt tay này nha. Đánh được 5 tay hay sao rồi anh em ạ? Mình đánh 5 tay hay sao rồi? Đúng rồi, mình đánh 5 tay rồi. Đây, lúc nãy là cầu này này, mình đánh cầu này là mình chuẩn này đúng không? Thì 1, 2, 3, 4, 5, mình đánh 5 tay rồi. Mình đánh 5 tay thì mình gãy một tay các bạn. Mình đánh 5 tay, mình gãy một tay. Thì như mình nói ngay từ ban đầu rồi, đánh 5 tay chắc chắn là sẽ có một tay gãy. Đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ có một tay gãy. Còn nếu không gãy thì tuyệt vời quá. Đúng không? Nếu không gãy thì tuyệt vời quá. Thì em đánh ấy, đa phần là anh em chú ý cho mình về cái chỗ. Đó là mình sẽ lựa chọn cái thời điểm mình kết thúc cái ván đánh của mình nhá. Đấy, lựa chọn thời điểm mình kết thúc cái ván đánh của mình nó hiệu quả. Đấy, và như mình nói với anh em rồi, đó là nếu mà anh em đánh trên 10 tay thì anh em phải đừng đánh gấp thêm nha. Đấy, 5 tay gãy 1 lại phải đánh lượt 2 rồi. Gỡ lại tay này lại anh em ơi. 5 tay gãy 1, đánh 6 tay gãy 2 rồi. Mới có 6 tay rồi mà đã gãy 2 rồi. 15 này, 15 cộng với 4 thì bằng 19 này. 19 chứ 18 bằng 1. 1 là mình sẽ đánh là số lẻ, mình sẽ đánh tài đúng không ạ? Đấy, nhưng mà ta cầu đảo thì mình sẽ đánh xỉu nha. Đánh gấp thép. À đấy, bây giờ thì ví dụ ván này nó về cầu, nó về, nếu như ván này nhá, nó về tài tiếp, tức là nó xuất hiện hai ván thông là nó về cầu thuận, thì từ cái ván thứ 3 đi anh em đánh cầu thuận cho mình. Anh em hiểu chưa? Đấy, từ cái ván thứ 3 đi anh em đánh cầu thuận cho mình. Còn nếu như ván này nó vẫn đang là cầu vẫn về xỉu thì đây vẫn là cầu đảo thì mình cứ đánh cầu đảo thôi. Cho nên là anh em đánh ấy, anh em chú ý cho mình về chỗ này nha. Đấy, mình sẽ đánh thêm ván này nữa. Nếu mà ván này nó vẫn về tài thì mình sẽ đánh nốt ván sau nữa nha. Đấy, bởi vì nếu mà nó chuyển sang cầu thuận thì mình phải đánh cầu thuận mà. Đó, anh em hiểu chưa? Tốt nhất là cứ đánh 5 tay 1 là mình nghĩ là hợp lý anh em ạ. Rồi, ok, vẫn đang là cầu đảo này. Vẫn đang là cầu đảo này. Đấy, mình cứ đánh, nếu mà mình đánh gấp thép lên thì nó sẽ như thế. Rồi, còn nếu mà mình đánh lâu, đánh dài thì mình có thể đánh đều tay thôi nhá anh em nhá. Được rồi, mình sẽ dừng cái clip này ở đây nha anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo của mình.